Chào cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến cái khu vực bờ kè của Mũi Né. Ở chỗ này thì bán rất là nhiều hải sản và có những cái quán mà chế biến luôn tại chỗ với cái giá thành rất là phải chăng mà hải sản rất là tươi sống. Bây giờ mình bắt đầu đi nha, let's go. Cái khu vực này thì cách đây nhiều năm về trước nó còn vắng vẻ lắm, nhưng mà khoảng cỡ 5-6 năm trở lại đây thì bắt đầu là nhà hàng, khách sạn rồi những cái homestay á, nhà kiểu như vậy mọc lên rất là nhiều. Cái khu này trở nên sầm uất đông đúc mà giá cả du lịch ở đây cũng có nhiều mức nữa phải chăng. Đây khu này là khu Hàm Tiến. Khu này xưa giờ nổi tiếng là xóm dừa, với những cái xóm dừa rất là đẹp. Dừa đây là dừa biển nha. Cái cây dừa biển nó cao mà nó mọc thoi thoải ra, nhìn rất là xinh. Khu này mình nghe người dân bản địa có nói rằng là cái dừa ở đây rất là ngọt, mà làm ra dầu dừa rất là tốt nữa. Cũng như là có những cái loại kẹo dừa mà những ai mà sinh sống từ cái thời còn nhiều khó khăn á, là sẽ biết những cái món đó. Bắt đầu đi qua địa phận là phường Mũi Né rồi đây. Lúc nãy là chúng ta xuất phát từ phường Hàm Tiến và đi trên con đường Nguyễn Đình Chiểu đi qua Huỳnh Thúc Kháng. Cái đi thẳng hoài như vậy là qua địa phận Mũi Né. Bây giờ bắt đầu là địa phận Mũi Né. Đây, các cái hàng quán cạnh biển. Đây như là một cái quán bán hải sản và sau đó ai ăn có thể xuống dưới để nhờ chế biến luôn tại chỗ. Khu vực này giờ rất là sầm uất ha. Đây, khu vực này bây giờ rất là sầm uất, rất là nhiều hàng quán. Bởi vì là có thể nhìn ra biển luôn, ngắm biển. Ban buổi chiều về đến ban đêm là rất là sôi động. Khu này gọi là khu bờ kè Mũi Né đây. Bắt đầu khu này kéo dài, dọc theo thì rất nhiều hàng quán. Buổi chiều là người dân cũng như du khách sẽ ra đây chơi, tham quan, ăn uống linh tinh. Đấy, rất là mát mẻ. Mọi người ở dưới thì có thể đi tắm biển ở dưới luôn đó. Đây chúng ta nhìn thấy phía xa đó, bên kia khu này rất đông đúc. Đây là công viên tình yêu rồi, tình bạn rồi gì quá chừng luôn, ăn nhậu đó. Rất là nhiều du khách đến tham quan, hóng gió hóng mát chiều đến. Ôi. Chúng ta bắt đầu đi vào cái khu vực bờ kè đây. Chúng ta đi tới cái khu này là khu bờ kè chính Mũi Né đây. Xe máy thì chúng ta sẽ gửi xe, còn ô tô thì có thể để trên. Đây chúng ta mình bắt đầu gửi xe máy. Đây, để mà mình đi xuống dưới và thăm các hàng quán. Rồi. Cho em gửi xe rồi. Đây là khu vực bờ kè của Phan Thiết đây. Và mình đi xuống đây để tìm mua hải sản nè. Là thấy có bánh bột lọc nè. Bột lọc này vui em. Chiên xào cũng được đó, hoặc là nấu gỏi cũng nấu lẩu nhìn thấy ngon quá. Làm bánh canh bột mì cũng ngon á, làm bánh canh. Nuôi biển à, tôm hùm á,
cũng không biển cái gì đâu này. Em bị tai luôn nè. Cái này có 1 triệu à, em ăn bèn với anh Hậu để chế biến cho mình. Còn cái này 800. 200 ngàn ta nhiêu? 200 ngàn con. Còn sống hết sao? Nè, lướt mướn vô à. Hả? Em ăn đi, ăn tại đây đi nè. Đóng hộp ở đây họ làm cái gì không? Ở đây á, là cái nước mơ tỏi. Cái luộc xong cái nước mơ tỏi. Cái này là xoài. Xoài đi. Bữa nay đang mua xoài đi. Xoài đi. Ăn ngon, dồn dồn. Bởi vì con có ăn xà xanh xà dừa chưa? Ăn đây chị rồi. Ăn đi tham chị... quan một vòng. Đây em nước ăn chị bớt cho em. Có 50 ngàn thôi. Ăn chị bớt cho em chăm nha. Dạ để con đi coi. Đây là mực của nó ha. Lá hả? 50 ngàn thôi. Hết sao vậy chị bớt 200 ngàn. Sao sao điểm này có 50 ngàn hả? 50 ngàn thì thao luôn. 50 ngàn luôn. Con ghẹ bao nhiêu? Con ghẹ bao nhiêu? Ghẹ bao nhiêu? Giữ ngàn hết luôn. Con sò này để làm sò gà ốc là ngon. 350 một cái. Cái này con được. 350 một cái. Con là con sò. Sò ngọt. Con ốc con sò. Con đó là con này chị làm á. Làm gì vậy? Con nước mỡ hành cũng được mà. Con ăn thăm, con luộc, con chấm nước chanh cũng được. Ở đây là cứ ai mua cái chạy qua đây chế biến mà con muốn đem về có đâu, ý là con thích ăn có thể chọn mua và nhờ chế biến tại chỗ luôn xung quanh đây và ăn nhìn trước biển luôn. Cái trước này là khu vườn đang bán những cái con gà hay gì rất là tươi, mình sẽ chạy lại tìm hiểu thử coi. Đang một cái đây là gà biển. Cái này mà hết rồi. Dạ. Hai cái kẹo này, cái kẹo ngon cái ngọt. Này làm gì? Gà này làm gì ngon? Bên này là một khu vực rất là nhiều hải sản. Tuy nhiên là ở đây đi lựa là du khách phải nhớ trả giá cho nó chuẩn hơn để cho nó phù hợp với đúng cái giá trị thật của cái loại hải sản ở đây. Vì ở đây cũng hơi bị nó thấp. Đây là con hàu. Hàu đúng không? Rồi những cái loại hải sản nguyên thể. Ốc hàu. Hàu sữa. Còn cái này. Nghêu. Nghêu hai còi. Con hàu này bán bao nhiêu một con? 10.000 một con này. Con này bán sao? 10.000 con. Con này là con con này thấy lạ quá. 200 kg. Gà đó là sao cái màu nó cua. Cua biển. Cua biển. Cua đen. À, cua tự nhiên hết. Ống móng tay biển này nó rất khác với lại ống móng tay ở trên hồ. Biển là ống biển và ống tay biển hả? Sạch hả? Này làm gì ngon vậy? Gà này là gà nhỏ à? Ăn mấy con cua luôn đủ 100 con. Cua này là cua gì mà? Cua sữa hả? Hai con này thích cái này thấy lạ quá. Đây là con gà nhỏ. Cua này 100 ngàn luôn này. Nhỏ nhưng mà nó trắng. Gà này nhỏ ăn cái gì ta? Trời ơi ngon lắm. Làm gì? Hấp lên. Hấp rang me hả? Ừ, hấp lên. Cua đây là cua biển nhỏ xíu xíu à. À ngon lắm. Rẹ và cua. Ngon. Đây là cua đó. Đây. Khu vực này á là có rất là nhiều loại hải sản, đặc biệt là có những cái loại như là tôm hùm, nhưng mà tôm hùm là nó sẽ có nhiều kích cỡ khác nhau, có loại to, loại nhỏ, loại mini nữa. Thì sẽ tùy theo cái kích cỡ mà cái giá nó sẽ khác nhau và các bạn phải
cố gắng là chú ý và lựa chọn cái phù hợp nhất, cũng như là chịu khó trả giá tí. Thì bên cạnh đó là còn có mực. Mực rất là nhiều loại, mực biển to, mực lá to, mực trứng nhỏ. Rồi có những cái loại như là con gẹ, mà gẹ gẹ biển ở đây có cỡ to có, và có những con gẹ mini rất là nhỏ. Có những con cua biển nhỏ nữa thì ăn nó rất là ngọt nước. Chế biến nhiều món theo cái khẩu vị địa phương nữa, cũng nên trải nghiệm. Rồi bạch tuộc, các cái loại như là ốc, nhiều loại ốc rất là lạ mà lần đầu mình đến đây mình mới biết. Cũng là ốc móng tay, nhưng mà đây là ốc móng tay biển. Ốc móng tay ở biển cũng là nghêu, nhưng mà đây là con nghêu biển, nó to, nó rất là to. Và người ta phải lặn để tìm bắt nó. Rồi những con, đặc biệt là có con nghêu hai còi, có hai cái còi, hai cái như là cái chân vậy đó. Đây. Rồi bên cạnh đó là rất là nhiều loại ốc. Du khách là đang lựa nè. Con tôm biển. Cái đó là ốc mỡ. Anh tao tâm tức đó, đưa em chăm đi. Mất ăn nữa con. Đó, cái con bên đó kìa. Hai con là chịu hai đấy. À, Long cô ca. Đây nè, nó có 50 ngàn thôi. Có thể nướng mỡ hành đây ăn rất là ngon nè. Bây giờ mình sẽ mua một cái thau này. Ăn đi. Tự ăn đi cho ngon. Sao ta muốn nướng cho mình 20 đi. Đâu vô đây. Sao đi qua qua bán đây? Mình á. Tiền nước này cho chúng cái lại 20 còn làm là 70 lại con luôn. Giờ ca tiền đây là nướng, chỗ này là chỗ chế biến đó. Đây là cái chỗ chế biến đó. Mỗi lần chế biến như vậy là 30 phải cô? Tùy theo rồi. 50 chứ mới là sao 50, 20 ngàn chế biến là 70. Mời, ai nghĩ ai vậy? Con Út nó lấy dầu. Con gái cái nồi của anh xong chưa? Dầu làm á. Nguyên tôm. Cái này xin nói giờ. Có con này là một cái nước. Ai nghĩ ba ai? Đã chọn một cái thau sò điệp 50 ngàn, sau đó mình đi qua đây mình nhờ chế biến, nhờ cô này chế biến có 7 con à, cái giá tiền chơi chơi 30 có 7 con mà 30 đến 30 thôi. Khu vực này thì nói chung là hải sản rất là đa dạng, nhưng mà cũng được luôn cho cũng hơi lộn xộn một tí. Chế biến tại đây đây rồi ra thưởng thức ngay chỗ đây. Không biết lộn xin, không biết người giao luôn.